Sáng nay Hiền có đôi lời và chia sẻ tâm sự với các thành viên của group. Và trước khi nói điều này thì Hiền cũng 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 thành thật xin lỗi tất cả group, xin lỗi cả nhà chúng ta. Trong một tập thể thì sẽ có cái chung và cái riêng. Có cái chung và cái riêng. Do đó thì Hiền cũng nói luôn là ai cũng vậy, chúng ta đều làm việc mà. Nhưng mà Hiền thì không bao giờ lẫn lộn giữa riêng tư và việc chung và việc riêng. Mình thử Hiền sẽ nói luôn. Group chúng ta như ban đầu đã có tiêu chí rồi. Khi tham gia group là các anh chị thành viên cũng đã tìm hiểu rõ mục tiêu của chúng ta là cái gì, định hướng là cái gì, tiêu chí là cái gì thì chúng ta mới tham gia. Và tham gia chúng ta được cái quyền lợi là cái gì, và chúng ta đã bỏ ra cái gì. Ở đây chúng Hiền nói luôn, chúng ta bỏ ra là gì: thời gian, tâm huyết, chứ cũng chưa có gì là tiền của đấy, của các thành viên. Còn bên bên group, với cá nhân Hiền thì Hiền cũng không nói đây làm gì, vì đó nó cũng không đáng là gì. Nhưng mà Hiền bỏ ra tất cả những gì để cho group và cho tất cả các thành viên. Thì những thành viên nào đã tiếp xúc và làm việc với Hiền thì hiểu, cảm nhận được và có đặt niềm tin hay không, và Hiền có uy tín hay không, và chúng ta có cùng chí hướng hay không, chúng ta có cùng đi đi đến cái mục tiêu thống nhất với nhau về cái định hướng của group, cái tương lai phát triển, cũng như cái mục tiêu lợi ích và quyền lợi. Đấy, đấy là vấn đề thôi. Và hiện nay bên trợ lý là Vũ á sẽ thông báo cho tất cả các thành viên về cái một số cái dự án có nhà đầu tư vào làm việc. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là chúng ta làm trong một lần 5 cái dự án một lượt mà có thể giải quyết trong một tuần, thì điều đó là chỉ có gõ gậy tờ thiên thôi. Phải từng bước, và các dự án đó Hiền trực tiếp tham gia hỗ trợ cùng với các đội. Do đó mọi người hết sức bình tĩnh. Làm việc mà không bình tĩnh thì sao làm việc được? Khi bình tĩnh được thì mới kiên nhẫn được, mà kiên nhẫn được thì mình mới có thể nhìn nhận hết mọi thứ được, mới có kết quả được. Và khi nói điều này, như ban đầu Hiền đã xin lỗi tất cả các thành viên group, mà là một tập thể mà cái gì của tập thể, mà chúng ta phải đoàn kết, thương yêu nhau, chúng ta phải cùng nhau xây dựng, phấn đấu và phát triển. Còn nếu chúng ta cá nhân quá thì chúng ta cứ ở nhà, chúng ta không cần tham gia group, chúng ta cứ làm việc riêng của chúng ta. Mà trong về group thì cũng không bắt buộc các bạn phải làm, các anh em thành viên phải làm việc tập thể 100%. Ở đây chúng ta chỉ làm việc tập thể trên tất cả các dự án. Còn việc cơm áo gạo tiền chúng ta, cuộc sống của chúng ta, mưu sinh của chúng ta hàng ngày, chúng ta vẫn phải làm việc. Nó cũng như là một tổ chức xã hội nghề nghiệp thôi. Do đó, trong cái điều 10 nội quy thì trong cái điều là số 4 ấy, tự nguyện tham gia và tự khi thấy phù hợp và có lợi ích, tự nguyện rời khỏi group khi cảm thấy không phù hợp và không mang lại lợi ích cho mình. Khi group mới thành lập được hơn một tháng thì cũng có một số đông thành viên cũng ổn định, nhưng cũng có một số cá nhân còn tư tưởng còn cá nhân hóa, và cái tâm mình á lúc nào cũng mở miệng nói tâm ấy, nhưng mà tâm á, không thoáng, không dung hòa với mọi người, còn lý thuyết quá, chưa thực tế, gọi là làm trên đất mà chưa bước chân đi trên đất, bước trên mây á, và còn lý thuyết,
còn phát ngôn và còn mới còn cả thậm tệ còn cả mơ hồ nữa, quá mơ hồ luôn, không hiểu gì hết đấy, không hiểu như cái video clip hiện phát bữa trước ấy. Mơ hồ đến mức là giống như đi tắm biển mà không biết bơi á, ra nhìn ngơ ngơ ngác ngác làm sao á. Thì những người đó họ không hiểu về những việc làm của chúng ta. Cái đây chúng ta không phải là không đi theo đường chính trị, không đi theo một giáo phái hay bất cứ gì, chúng ta đi với nhau để cùng nắm tay nhau, cùng nới lỏng vòng tay, cùng tiếp bước trên con đường kinh doanh bất động sản để kiếm tiền, để ổn định cho cuộc sống chúng ta tốt hơn. Thì chẳng có cái việc gì là quá đáng hết. Quá đáng hay không là do bản thân chúng ta, do suy nghĩ trong chúng ta, do chúng ta nghĩ nó là gì. Còn chúng ta không nghĩ nó là như vậy thì chúng ta không nghĩ. Tất cả là tư tưởng đấy. Như bác Hồ nói, tư tưởng không thông mang mình đồng đi nuôi không nổi, phải thông. Và cỡ cản đến thời điểm này, Hiền không ngại khi nói thẳng với các thành viên chúng ta rằng ai thông tư tưởng, ai hiểu mục tiêu, mục đích của mình, ai thấy phù hợp cứ ở lại, ai không thấy phù hợp cứ theo điều 4 tự rời khỏi. Ở đây nó dùng từ ngôi nhà chung, quyền của tập thể, Hiền chỉ tạo dựng ra nó. Nó tự đuổi thì nó nặng quá. Mình tự đào thải mình khi mình không thấy phù hợp. Tự nhiên người ta cả một bầy gà có con vịt vô quạp quạp sẽ khó coi. Đúng không? Giữa bầy thiên nga bay được có con ngỗng nó đứng lẹt lẹt ở dưới. Kỳ lắm. Thì tự động rời khỏi.